Rồi đây là chiếc ly nha các bạn. Hôm nay mình thay mâm lửa nè, chết mâm lửa nha các bạn. Chết mâm lửa. Thì đây là cái mâm lửa của nó nha các bạn. Nhưng mà các bạn thấy tem Honda nè, Made in Thái Lan nè. Đây là mình nói với các bạn là như vậy nha. Là theo mình á, vậy là vậy nha các bạn. Thì các bạn tự hiểu khi mà mình đã vẽ như vậy. Thì mình đúng cái giá trị tiền mình xài thôi, xài sao cho nó đúng nghĩa thôi. Còn các bạn muốn thay cái này nè, vô hãng mua cái cuộn này trong hãng nè là 1,8 triệu nha các bạn. Đó, mình nói cho các bạn, tùy các bạn suy nghĩ thôi. Còn đây là cuộn lửa SCR Trung Quốc. Cái hình nó là như vậy nha các bạn, hình nó là như vậy nè. Đó, hình nó là như vậy nha các bạn. Mình để đây nè. Rồi sẽ bắn cái mâm ra lấy nha các bạn. Thì những cái đời này không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ đã mười mấy năm rồi chắc ao đều chết mà không chết sạc. Còn thí dụ như các bạn đi vô hãng thì người ta sẽ thay một đống rồi nha bạn, vừa sạc vừa mâm vừa bình ắc quy, đi từ trên xuống dưới luôn nha bạn. Mình kiểm cái này, cái quạt mình kiểm quan trọng, thí dụ không nứt là ok nè, cái này là còn đẹp nè, không nứt quá tuyệt vời. Mình sẽ lại cái quạt nứt rồi phải thay liền. Đây là cái 17 các bạn. Đó, cái công việc này là công việc nó đơn giản lắm bạn. Cứ chạy hết điện chết máy, hết điện chết máy mà các bạn cứ nghĩ là cái xe mình thần thánh không có thư cái gì á, mà là phải thay bình ắc quy hoài, thay về cái bình là thua rồi. Các bạn cứ thay đúng đúng cái mâm lửa cho mình. Giờ mình bắn ra mình so sánh cho bạn coi cái mình tắt liền nha bạn. Công việc thay để anh em nào cũng thay được. Nhất là mấy cái cảo nè, mình không siết hờ cho bạn, siết là phải siết tới chứ không siết hờ. Siết hờ là nó coi như các bạn không sửa được luôn. Đấy, mình thấy nó khó khăn á, mình phải xịt dầu được vô các bạn. Nói là cáo không siết hờ nha bạn, cáo là không siết hờ, siết là phải siết tới. Siết hờ là tự bạn giết các bạn, một khi nó đã lật cáo ra, nó kéo mấy cái răng này ra là coi như thua luôn nha bạn. Lúc đó là xe tệ càng tệ thêm. Gắng cố gắng mình xây gì nào nó hợp lý thì mình lấy thôi. Là không ổn nha bạn. Còn đây mình siết tay vô, mình mà táp súng á, là sành điệu vô là nó tạ đầu liền. Còn mình đã cho nó cứng vậy nè, bắt đầu nhịp nhẹ là nó đã rút ra rồi. Nè, cứng nè, mà nhịp nhẹ cái nó rút ra rồi. Không có bằng phải kê tán luôn nha các bạn. Là kỹ thuật. Nè các bạn thấy. Không còn cái gì luôn nha các bạn. Nè. Nó còn cái gì thì cái xe này mình đã dự báo trước cả một tháng trước rồi nha các bạn. Dự báo là cái này đã hư, mình đã dự báo khi mà làm cái gì bên mình á, mình sẽ ngó sơ qua, mình sẽ dự báo trước hết rồi. Bạn thấy nè, này nó cháy cái thòn, nó cháy cái đối với cái này nó cháy hơn phân nửa nha các bạn, không còn gì hết này, cháy hơn phân nửa thì không có thể còn hoạt động được. Thì nhiều khi các bạn khổ sở vì cái này cứ kiếm bệnh tùm lum, thay sạc, thay ắc quy. Thay, mình nói thiệt, thay hai ắc quy đã bằng lỗ tiền rồi đó, thay cục sạc bằng lỗ tiền đó, thay đúng cái này cho mình. Còn cái này người ta ghi gì thì kệ người ta, mình chéo rồi nha các bạn. Thì các bạn cứ đúng với cái tiền mình bỏ ra là ok, đừng đòi hỏi cao. Cái xe này mà các bạn đòi hỏi cao là các bạn mắc hơn cái tiền cái xách xe của bạn bây giờ.